lại, không được chạy, không được chạy, đứng lại. Ai lấy được thủ cấp của kẻ này thưởng 1000 lượng bạc. Đuổi theo, bắt lấy hắn. Đứng lại, không được cho hắn chạy. Đứng lại, không được chạy. Mau, mau, bên kia. Mau, đuổi theo. Đứng lại. Bên kia có không? Không có. Đứng lại, nhìn xem bên kia. Ở kia kìa. Mau, tìm kỹ vào. Mau lên, bên này. Ngươi tưởng ngươi giết ta rồi thì có thể kê cao gối ngủ à? Mạng của bổn thiếu gia không phải người nói lấy là có thể lấy được. Hắn không được thoát. Xuống núi tìm. Người đâu? Không thấy. Mùa đông tháng 10 chiếu lệnh, nữ tử 17 phải chọn được trễ quý, 20 không gả, phụ mẫu chịu tội, người nhà liên lụy, phạt nặng không tha. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc sớm sinh quý tử. Chúc mừng, chúc mừng. Sớm sinh quý tử. Hôm nay phải uống nhiều vào, không say không về. Trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử. Đây là đức của nữ nhân. Còn không chịu gả đi, mất mặt quá. Đúng là mất mặt. Mất mặt quá đi. Bao nhiêu tuổi rồi, chống đối gì nữa chứ. Cha mẹ đều đang sốt ruột rồi. Tục ngữ có câu, con gái 20 gả đi, nhưng cô đã 25 rồi. Nếu là trước kia không thành thân thì đã vào tù rồi. Đúng là làm mất mặt cha mẹ dưới cửu tuyền. Cô đừng chống đối nữa. Bằng này tuổi rồi cũng chẳng ai cần đâu. Không phải, ta không phải. Lằng nhằng làm gì, mau lên, bái đường, mau lên. Nghe nói trong núi có ô linh sâm, đó là loại thuốc tốt nhất trên đời để chữa bệnh mất ngủ. Nếu như có thể tìm được, vậy sau này mỗi đêm dài không phải chịu dày dò nữa.
Quy tắc cũ, để thành Đông, ta thành Tây. Lão đại, cứ như thế là hơi mượn việc công làm việc tư. Lấy gì chứ? Còn cần phải hỏi, ai kêu Từ Qua Y Quán nằm ở thành Tây chứ? Nhưng mà lão đại à, huynh một bên đại tiểu thư, một bên y khoa đại phu, hình như không tốt cho lắm. Nói lung tung gì vậy? Ta nhìn quanh quanh từ nhỏ tới lớn, ta chỉ coi muội ấy là muội muội tốt mà thôi. Muội muội. Sao lại có vết máu? Y Hoa, đây là nhặt được ở trên đường, vẫn còn hơi thở, cũng không thể thấy chết không cứu. Chờ một chút, nam nữ thụ thụ bất thân, để ta làm cho. Đây là đâu? Đây là gì? Sao mùi quen vậy? Người hôn mê hai ngày rồi, cuối cùng cũng đã tỉnh. Cô là ai? Đại phu cứu mạng ngươi. Đại phu, ta là ai? Hai chúng ta không quen biết. Ta không biết ngươi là ai. Vậy ta có thể ở lại không? Ta cũng chẳng còn nơi nào để đi. Không được. Thế cô tên là gì? Y Hoa. Y Hoa. Định Định Hướng Thiên Nhai. Y Y Hướng Vật Hoa. Tên hay. Ta gọi cô là Y Y được không? Đây là gì? Dân Quy. Dân Quy. Vậy ta tên là Dân Quy đi. Như vậy hai chúng ta coi như đã quen biết. Ấu trĩ. Đây. Cái này. Xin lỗi. Là ngươi làm sao? Bây giờ ta thu dọn. Xin lỗi. Xin lỗi. Bỏ đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Ta xin lỗi. Ra ngoài. Ta. Ta thật sự. Tỷ tỷ này đúng là hung dữ thiệt. Nhưng mà ta lại chẳng nhớ được gì cả. Từ Qua Y Quán. Tỷ tỷ.
Phải làm sao bây giờ? Dân Quy. Cái tên này cũng thật thú vị. Chỉ là người này thân phận không rõ, lai lịch bất minh, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trời sắp tối rồi, chắc là cũng đi rồi.